Chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếng Trung.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa cái lỗi sai khi mà chúng ta đọc phát âm. Nhiều khi chúng ta nhìn vào một cái chữ Hán rồi chúng ta đọc chả biết là thanh 4 là thanh 1. Thì cái phần mềm này nó sẽ giúp các bạn sẽ xử lý được cái lỗi đó. Bởi vì các bạn thường sai nhiều nhất là lẫn lộn giữa thanh 4 và thanh 1 thôi. Còn các cái thanh 3, thanh 2 trong khi phát âm các bạn thì ít khi sai. Bước 1 thì bây giờ ví dụ tôi có một cái đoạn chữ Hán nào đấy mà tôi chưa biết là cần phải đọc ra làm sao. Thì bây giờ tôi sẽ copy cái đoạn chữ Hán này, tôi cho vào Google dịch, tôi dán nó vào, đúng không? Đầu nguồn thì các bạn để tiếng Trung và cuối nguồn các bạn để tiếng Việt. Thì cái phần mềm này nó thuộc trực thuộc của bên Google, nên là các bạn cứ online là các bạn xài được. Thì bước 1 khi mà các bạn cho vào thì các bạn ấn vào cái chữ A này để nó dịch. Thì các bạn ở dưới có phiên âm ở dưới thì nó đúng là các cái dấu là thanh 1 hay thanh 4 thì chúng ta đọc như rất là yên tâm. Ví dụ Rén sinh sư y thiếu lụ, tức là cuộc đời nó là một con đường, còn kể cả muốn nó đọc lên cũng rất là dễ, các bạn ấn vào cái loa. Rén sinh sư y thiếu lụ. Đúng rồi, đấy. Thì như thông qua cái cách này thì các bạn sẽ phát âm nó rất là yên ổn, rất là chuẩn. Và để mà nhiều khi các bạn cũng thường hay lợi dụng là cái góc bên tay phải của nó là lời dịch. Nhưng mà Google dịch thì rất là lởm khởm, có lúc nó dịch đúng, có lúc nó dịch sai. Thì các bạn nên kiếm mua thêm cái quyển từ điển Hán Việt của Trương Văn Giới và Lê Khắc Kiểu Lục ấy, tại tiếngtrung.vn số 10 ngõ 156 Hồng Mai của Địa Tân họ cũng bán. Thì đó là quyển từ điển rất là tốt, rất là chính xác. Trên thị trường nó có rất nhiều từ điển nhưng mà chúng ta cần phải tìm một quyển từ điển tử tế. Nó còn có nhiều quyển thì nó rất là tệ, các bạn sử dụng nó sẽ không ổn. Thì các bạn sẽ dịch nó sẽ chính xác hơn. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể cài cái phần mềm từ điển Lạc Việt. Để mà cài cái phần từ điển Lạc Việt thì tôi có một chút hướng dẫn, các bạn có thể tìm cách như sau. Các bạn vào cái trang tiếngtrung.vn và vào cái mục phần mềm ấy. Mục phần mềm. Thì bạn sẽ tìm thấy cái Lạc Việt từ điển. Để nhiều khi các bạn muốn tra online luôn thì các bạn vào đây, cài Lạc Việt từ điển tiếng Trung free đấy. Thì có link down về và cách cài ra làm sao, cách crack ra thì các bạn có sẵn trong đó rồi. Thì các bạn cứ thế mà sử dụng là các bạn sẽ tốt cho cái phần tra luôn, tra cả cái từ nghĩa của cái từ đấy nữa. Ngoài ra tôi muốn hướng dẫn các bạn thêm một cái thứ khác, đó là cái phần gọi là kiểu như click and see ngày xưa ấy. Tức là các bạn dí vào cái chữ Hán nào là nó hiện ra cái phiên âm luôn. Và có cả tiếng Anh, nếu tiếng Anh tốt thì các bạn sử dụng luôn là lời dịch sang tiếng Anh luôn. Còn không tốt thì lại lôi quyển từ điển Hán Việt của ông Trương Văn Giới ra để dịch sang tiếng Việt cho nó chuẩn. Để sử dụng cái phần mềm đó các bạn gõ là Chinese Pop-up Dictionary. Đó. Thì bạn ấn tìm kiếm nó thì nó là một phần của Chrome cộng Chrome của Google đấy. Thì các bạn ấn vào thì các bạn sẽ thấy là thêm vào, của tôi đã thêm rồi, nó ghi đã thêm. Còn nếu mà chưa thêm thì các bạn ấn vào cái nút thêm vào Chrome. Sau khi ấn vào cái đó thì các bạn sẽ ở góc bên tay phải màn hình của các bạn sẽ có cái chữ Trung Quấn, các bạn ấn vào đấy nó sẽ ghi chữ on. Thì bây giờ tôi thử nghiệm nhé, bây giờ tôi dí vào một cái chữ nào đấy, hiểu đấy, nó có dịch luôn. Hoặc là nỉ này, dậu này, y sân này. Chúng ta chỉ cần dí con chuột đến đấy là xong. Khi nào các bạn không muốn sử dụng nữa thì ấn cái nút tắt đi. Thì là cũng có luôn phiên âm cho các bạn. Thì đây cũng là khi mà các bạn nhìn, phải nhìn chính xác thanh dấu huyền hay là thanh ngang, tức là thanh tư hay là thanh một, thì các bạn đọc nó mới chính xác được. Chứ không phải mình cứ đọc theo cảm tính thì các bạn phát âm sẽ không chuẩn. Đấy. Trên đây là cái cách mà tiếngtrung.vn giúp các bạn sửa các lỗi phát âm sai trong tiếng Trung. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.